có con gì mà to dữ vậy? Quả một con khủng long. Ôi, để về kêu bạn Ken đi bắt con khủng long này thôi. Bạn Ken ơi, bạn Ken. À, xin chào bạn Ken. Ôi bạn Ken ơi, ông già Noel thấy ngoài kia có con khủng long đẹp lắm kìa. Bây giờ mình đi bắt con khủng long nha. Rồi đi thôi. Đi 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 thôi, bên kia kìa, bên kia kìa. Đó. Wow, đó. Con khủng long gì vậy bạn Ken? Quả wow, các bạn ơi, một con khủng long. Một con khủng long màu hồng đẹp quá. Con wow. À, con không có răng nữa hả? À, quả sau lưng bạn Ken có gì kìa bạn Ken ơi? Quả sau lưng có gì kìa? Gì hả? Kìa. Nè. Quá cái gì hả? Cái gì mà giống chiếc xe chứ bạn Ken? Xe đua. Quả các bạn ơi, một cái xe đua, bên trong có xe nhỏ nữa. Ở bạn Ken thì bỏ vô vỏ đi nè. Bỏ vô vỏ đi. Ủa trên đầu còn nữa kia, trên đầu còn nữa kia. Kìa, đó. Quá. Wow. Các bạn ơi, một chiếc xe nữa. Ôi, một chiếc xe màu đen nha, xe đua màu đen đó. Quá wow, cao quá hả? Rồi mình về mình bỏ vô vỏ thôi, mình đi kiếm tiếp thôi bạn Ken ơi. Ủa hôm nay ông già Noel thấy nhiều con lắm á. Rồi đi tiếp thôi. Wow, con khủng long nó bự quá. Ê, cái gì đằng kia vậy? Wow, các bạn ơi, trời ơi, hai chiếc xe. À, cho các bạn xem với bạn Ken. Ê các bạn ơi, một cái xe. Wow, xe cứu thương nè, có cái lồng ngoài sau nữa. Nó không phải xe cứu thương đâu, xe đổ rác. À, xe đổ rác hả? À, cái này xe giao hàng còn đâu phải xe cứu thương. À các bạn ơi, một chiếc xe giao hàng nha. Phải xe cứu mạng không? Cái này mở ra nó có nhạc không? À, cái này mở cửa được nè các bạn ơi. Qua các bạn ơi, xe này kêu nữa. Rồi đi tiếp thôi, ông già Noel còn thấy bên kia kìa bạn Ken ơi. Qua một căn nhà, một con nhà, một búp bê. Qua một cái lâu đài các bạn ơi, lâu đài của ai vậy? Qua lâu đài thỏ nha. À, lâu đài của bạn gái hả? Quả đẹp quá các bạn ơi. Rồi, mình lượm về thôi bạn Ken ơi. Ôi, nặng quá các bạn ơi. Nguyên một đống đồ chơi rồi nè. Bây giờ có ai cầm phụ bạn Ken không ta? Rồi, đi kêu đương và ông Noel cầm phụ cái nhà nha. Và Noel cầm phụ cái nhà cho bạn Ken. Đi săn tiếp thôi. Ô, 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 ô. Ô, 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 bạn Ken ơi. Cái gì vậy? Quá các bạn ơi, một đàn cá nhỏ nè. Trời ơi, đẹp quá. Rồi, bắt vô bên kia nó lẹ lên cho để nó bơi á. Nó lẹ á. Ờ, nó nhảy á hả? Rồi, bỏ vô vỏ thôi, đi tiếp thôi, coi còn không. Đi tiếp thôi. Qua wow, rớt cái xe rồi, để ông già Noel cầm giùm luôn nha. Rồi, để cái vỏ đó mình đi bắt tiếp thôi. Qua wow, qua wow. Trời ơi, các bạn ơi, thêm ba con cá nhỏ nữa, đủ màu luôn nha. Rồi, hôm nay bạn Ken trúng bánh rồi. Ông già Noel dẫn bạn Ken đi nè. Ờ, một con cá bị rớt trong đây rồi. Quá, bên kia, bên kia có hai con gì mà bự dữ hả? Trời, hai con cá gì mà bự dữ hả bạn Ken? Chạy đi, sợ quá. Cá cắn hả? Trời ơi các bạn ơi, bạn Ken sợ con cá cắn nước ở trong đây luôn rồi nè. Ô, bạn Ken đừng sợ, có ông già Noel đây, mình đi ra bắt nó thôi. Trời ơi. Rồi các bạn ơi, thôi hai con cá bắt được rồi. Rồi các bạn ơi, đây là hai con cá heo, cá bự quá bạn Ken sợ nè. Đập lại. Đập ra hả? Rồi vậy chết nó rồi, bắt nó đi đi, bắt nó lên. Và hai con cá mập nha, một con cá mập đầu búa đó, ghê lắm các bạn ơi. Rồi bạn Ken đã hả thủ tiêu được hai con cá mập rồi, bắt bỏ vô vỏ thôi bạn Ken ơi. Và còn nữa hả? Ui, quá một con rùa dễ thương quá, bạn Ken cho các bạn xem với. Đừng có đập con rùa dễ thương mà. À, con rùa dễ thương hả, con đập phải không? Rồi. Con cá mập đập. Con cá mập nữa hả? Rồi, các bạn một con cá mập nữa kìa. Con sư cắn cá mập chết rồi, dê dê dê. Rồi, bắt nó vô. Rồi, đem về thôi. Con kẹo hả? Quá các bạn ơi, một cái cây này nó có kẹo nữa nè. Rồi mình đem về mình bỏ vô vỏ thôi nha. Rồi đem về bỏ vô vỏ thôi. Rồi bỏ vô vỏ đi bạn Ken ơi. Quá wow, đầy quá các bạn ơi. Rồi bỏ cái đó cái nhỏ vô trước. Phải bỏ trò chơi
mình bỏ con cá. Rồi bỏ đồ chơi ra trước, xong bỏ con cá vô, xong bỏ đồ chơi vô. Không, mình bắt con cá mà, mình bắt con cá vô rổ. Rồi em lấy cái rổ đi bắt con cá tiếp nha. Nè bên đây con nè. Wow. Ôi các bạn ơi, một bầy cá luôn, dễ thương quá ta. Với một con sao biển nữa. Wow, rồi bạn Ken bắt đi lẹ. Em nó bơi á. À lấy cái đầu chụp hả? Lấy tay chụp đi. Ừ lấy tay chụp đi. Lẹ lên chứ để nó bơi á. Lấy tay chụp đi. Bạn Ken lấy cái cây chụp con cá các bạn ơi. Cái chừng nó nhảy xuống nha. Rồi 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 bắt được rồi, bắt được rồi. Rồi rồi bắt vô. Rồi bắt vô, lẹ lên bạn Ken ơi. Wow, các bạn ơi, nguyên một rổ cá luôn rồi, bắt con sao biển về luôn. Không phải con sao biển đâu. Không phải sao biển các bạn ơi, đây là cộng rong nha, rong biển á. Rồi bắt về thôi. Bắt về rồi mình ship ra mình điểm thử có bao nhiêu con nha. Wow, các bạn ơi, đây bạn Ken đã đi săn với ông già Noel nha. Quá trời quà luôn nè các bạn ơi. Rồi đẹp quá ta ơi. Đây là ông già Noel gì vậy bạn Ken? Ông già Noel tặng quà. Ông già Noel cởi một con hươu nè các bạn ơi. Wow, bị rớt một cái sừng rồi bạn Ken ơi. Cái sừng đằng kia kìa, con lại lộn cái sừng vô. Rớt một cái sừng rồi. Đó, đằng kia đó. Thấy không? Rồi đúng rồi, cái sừng ổng đó. Quên sừng của con hươu chứ. Lẹ lên đem về, con hươu nó đau giờ đó. Wow, các bạn ơi, bị rớt một cái sừng con hươu rồi nè. Rồi bạn Ken đem về gắn vô bạn Ken ơi. Đây rồi gắn cái sừng con hươu vô nha các bạn. Con hươu nó bị rớt một cái sừng rồi. Rồi đây này các bạn ơi, gắn một cái sừng rồi. Và các bạn, đây là bộ đồ chơm và Noel cởi hươu nè. Bạn Ken bắt nhạc lên thử bạn Ken ơi. Bắt cái tí. Rồi đây đó, ông già Noel cởi hươu này dễ thương các bạn. Rồi mấy con su kìa, con su khoái lắm đó. Quá. Ông già cũng đi được đó. Rồi đây. Rồi tắt đi bạn Ken ơi. Rồi cho đi luôn hả? Hết nhạc là ông già Noel em đứng rồi các bạn ơi. Còn đây là một con khủng long nha. Nè con khủng long màu hồng đẹp quá trời luôn. Cái nhà gì vậy bạn Ken? Ủa cái nhà gì đẹp dữ vậy ta? Con quay thử cái này coi nó có trong trống thì quay được không? Wow, các bạn ơi, cái nhà của con gấu nè, nhà của con gấu với bạn thỏ với bạn búp bê nữa. Nó có nhạc luôn nè, hay dữ rồi ta. Rồi bạn Ken có quy một đàn cá này luôn nha các bạn. Cá này cá gì vậy bạn Ken? Cá đầu bú. Các bạn, một con cá mập đầu bú nè, cá này ghê lắm á. Đây một con rùa và một con cá, và con cá voi màu tím luôn. Và một con cá này cá gì vậy? Cá mập. Một cá mập nhìn đen thui thù lùi vậy. Và mấy con cá biển rất là nhiều màu đẹp này nghe các bạn. Con cá nhỏ luôn. Mấy cá nhỏ này dưới biển hả bạn Ken ơi? Có một bịch kẹo nữa hả bạn Ken? Mở ra con ăn. Các bạn có một bịch kẹo chú ong nè, mở ra cho bạn Ken ăn thử nha. Kẹo gì có số gì đó ta. Kẹo ngon không vậy bạn Ken? Ngon lắm hả? Rớt rồi. Ôi rớt rồi hả? Đây một cục kẹo nè các bạn. Chữ này chữ gì vậy? Chữ A đó. Rồi cho bạn Su ăn đi. Rớt rồi. Chữ đó chữ gì vậy? Chữ N. Rồi bạn Ken ơi. Ôi hai cái xe này gì mà đẹp dữ hả? Đẹp luôn á. Các bạn ơi, đây là hai chiếc xe nè. Cái xe này bên trong có xe con nữa. Nhưng mà đây không phải xe nha. Đây là cái hộp đựng bút á. Hộp đựng bút đẹp lắm. Rồi bây giờ mở ra cho các bạn xem nha. Bạn Ken mở cho các bạn xem đi. Hộp đựng bút đẹp quá các bạn ơi. Nè một cái màu tím nè, cái này màu đen. Ở trên nó có hình máy bay Super Bully nữa. Con mở lộn bên. Ồ đúng rồi. Rồi mở lên ra coi cho các bạn xem với cái gì bên trong. Có một hộp bút nhỏ nè các bạn ơi. Đây một hộp bút nhỏ xíu. Cái xe nhỏ xíu rồi, cái xe bự, cái xe nhỏ. Xe bự xe nhỏ hả? Bên trong nè, để bút á các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đây cái hộp này nữa nè. Ngồi cho bạn Ken bỏ mấy con cá nhỏ vô.
Rồi băng ken mở cái hộp màu tím này đi băng ken ơi. Ừ, đóng cái đó lại hả? Rồi một hộp màu tím nha. Ừ. Wow, hộp màu tím cũng vậy luôn các bạn ơi, có hộp bút nhỏ nữa nè cho các bạn xem với. Wow, đẹp quá ta ơi. Tức là bỏ con cá ở trong này nha. À rồi bây giờ bạn Ken bắt mấy cá bỏ vô hộp bút đi bạn Ken ơi. Mình bắt mấy cá mình bỏ hộp bút đi. Để đến nó bơi á. Ở này con cá bự bỏ vô đây, con cá nhỏ bỏ vô đây. À con cá bự thì phải gỡ cái này ra, gỡ cái này ra mới bỏ vô dừa được. Đây bà bỏ thử coi dừa không nha. Wow, nằm dừa luôn rồi. À dừa luôn các bạn ơi. Wow, rồi bỏ con cá nha, cá bự vô đó nha. Rồi lấy cái con kia nó bỏ con cá bự vô coi dừa không bạn Ken. Đây con cá bự này nè, bỏ vô coi dừa không. Chưa mình gỡ cái này ra mới bỏ vô dừa. Wow con cá này, trời ơi cái tay nó dài quá bỏ vô không được rồi các bạn ơi. Bỏ con cá này đi bạn Ken ơi. À bạn Ken nhét nó vô được luôn rồi các bạn ơi. Wow, cái mỏ nó dài quá mà. Trời ơi cá này cái mỏ rồi đóng lại thử. Ủa bỏ con cá nhỏ. Rồi vậy bỏ con cá nhỏ đi. Ừ bắt cá nhỏ bỏ vô đi. Bỏ con rùa đi. Ừ bắt rùa nữa nè. Rồi bắt mấy cá nhỏ với mấy rùa bỏ vô hết luôn. Rồi hộp nhỏ đâu bắt cá nhỏ bỏ vô. Đây bà bỏ phụ cho nó nhanh nha. Ừ, các bạn ơi bây giờ mình bỏ miếng cá vô nha. Đây. Wow, cả quá trời cá luôn bạn Ken ơi. Bỏ nhiều con vô rồi. Rồi bạn Ken đóng nắp lại đi. Rồi bạn Ken đóng nắp lại nha. Wow, quá trời cá luôn. Đây cái hộp nhỏ đó nè các bạn. Nó rớt ra luôn rồi. Ảnh gì liếm hoài su con. Chú con này nó đói bụng rồi nè. Liếm hoài à. Nè con ơi, nè con thú liếm con á. Ừ, chú liếm con hả? Chú đen chạy đâu kìa. Chạy gì á? Rồi đóng nắp lại này nha các bạn. Đây đóng nắp cá lại. Để bỏ vô cái hộp bự. Đóng nắp lại sao mình bỏ vô cái hộp bự. Cái này mình đóng nắp lại nha, mình đóng nắp lại mình để dành cho bạn Ken, mốt bạn Ken đi học thì Ken bỏ viết vô. Đây. Xong rồi. Wow, cái này hay quá các bạn ơi, cái này nó có bản của chương nữa nè. Bản của chương luôn. Ba bỏ cái vô. Ba bỏ cái à, một tiếng ở bên đây nè. À, một tiếng ở bên đó hả? Thôi con lấy ra con bỏ lại đi. Được ba bỏ đó. Rồi vậy là con lấy bỏ màu tím đi. Rồi màu đen bỏ vô màu đen chồng lên. Đó nắp màu tím nè đóng lại. Đây các bạn ơi, đây bạn Ken hôm nay có quá trời đồ chơi luôn nha. Đồ chơi bỏ cây bút nè, với mấy cá nữa, mấy cá bỏ vô đây hết rồi. Xe chở hàng. Xe đậu rác hả, xe này xe tải nhỏ nè các bạn. Xe tải nhỏ có đèn báo nè. Xe đậu rác đó nha. Và một cái lâu đài với một dàn Noel cởi con cá ở trong đây mà. À con bỏ con cá trong đó rồi hả? Rồi như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau. Con máy bay các bạn đi Ken. Bye bye. Bye bye.